Ví dụ số 1, bài toán cho là đường kính của một dây sắt là bằng bao nhiêu? Bài toán hỏi nhé. Đường kính của một dây sắt bằng bao nhiêu để nó có cùng điện trở như một dây đồng có đường kính là 1,2 mm và hai dây này có cùng chiều dài cùng L. Cho biết là suất điện trở suất của đồng và của sắt lần lượt là 9,68 nhân 10 mũ trừ 8 ôm mét và 1,69 nhân 10 mũ trừ 8 ôm mét. Vậy để giải quyết bài toán này thì kem chỉ việc vận dụng công thức tính điện trở của kim loại, đó là R bằng Fro nhân L trên trục SI. Hai dây này có cùng chiều dài L như nhau, có tiết diện là khác nhau và Fro khác nhau. Điện trở như nhau rồi, đúng nào? Chúng ta chỉ việc lập hai biểu thức tính điện trở của hai dây rồi cho chúng bằng nhau là kem có thể tìm được là tiết diện của dây sắt. Sau khi tìm được tiết diện của dây sắt, các em sẽ tìm được bán kính hoặc là đường kính của dây là bao nhiêu. Được chưa các em? Đến đây, chúng ta có thể là tóm tắt qua một chút cũng được. Thực ra bài này, các em thấy cũng không có nhiều dữ kiện, đúng không? Bài toán cho biết là đường kính của dây đồng này, đó chính là D của dây đồng là 1,2 cộng với hai cái điện trở suất thôi. Thế là dữ kiện không nhiều nên chúng ta giải quyết luôn mà không được tóm tắt nữa nhé. Trước tiên chúng ta đi áp dụng công thức là R bằng Fro nhân L trên SI cho cái dây đồng trước, cho tính điện trở của dây đồng. Đó chính là R1 đi. À, chúng ta có thể đặt bằng R1 cũng được, hoặc R2 nhé. R1 bằng Fro 1 nhân với L trên cho S1. Fro 1 là điện trở suất của đồng, S1 là tiết diện của dây đồng. Đây là biểu thức số 1. Tương tự, các em lập được biểu thức để tính điện trở của dây sắt. Đó chính là R2. R2 tương tự cũng bằng là